xin mời. Đây chắc hẳn là bé nuột của mẹ Ngọc Thu phải không hả? Em là bé nuột đúng không? Dạ, em chào mọi người. Mời bé nuột bước lên bé nuột. Chà, nuột dữ. Ngại quá. Chung chữ rồi, chung chữ rồi. Mời bé nuột giới thiệu về bản thân mình nè. Trước tiên thì em xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Chào gia đình của bạn Nam và mẹ và cô ạ. Hiện tại đứng đây rất là run luôn. Và đầu tiên là em tưởng là em đã bị loại vòng đầu tiên bởi vì em là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Nhưng mà cảm ơn cô đã chọn con vô vòng này. Và mong là phần tiếp theo là cô sẽ hiểu con nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Sao vậy? Sao hai chị em xuất hiện cái hai chị em đứng nói nhỏ vậy? Hợp. À, hợp. Chị hỏi vậy nè, chị hỏi nè. Sao? Rung rinh không? Bạn trả lời chị. Little bit. Little bit. Thôi, để bây giờ mình sẽ nhường lại sân khấu cho cả hai bạn. À. Bây giờ là chị Thư và anh Bảo sẽ dành cho hai đứa em 3 phút. 3 phút. 3 phút đó các bạn cứ thoải mái trao đổi với nhau, tìm hiểu nhau. Xin mời các bạn. Em xin phép được gặp bằng anh tại vì anh lớn hơn em đúng không? Ok bà. Anh muốn hỏi em là ấn tượng đầu tiên khi mà em gặp anh là gì? À, đầu tiên là anh rất là cao. Thật sự là khi mà xem được chiều cao của anh đó là cái điều ấn tượng đầu tiên của em. Đó là anh cười rất là đẹp. Anh cảm ơn. Hiện tại là anh đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn luôn hay không? Là anh làm việc chỗ khác? Anh thì hiện tại đang sinh sống ở Bình Dương. Nhưng công ty anh thì ở Sài Gòn. Anh thường đi công tác những cái tỉnh lân cận Sài Gòn giống Bình Dương, Đồng Nai, mấy cái chỗ mà có dự án mình làm á. Vì anh là làm kỹ sư xây dựng mà. Nên anh phải đi chỗ dự án đấy. Cái đi lung tung vậy á. Công ty họ điều đi đâu thì mình sẽ đi đó. Khi mà anh nghe về độ tuổi của em, anh có vậy như là nhỏ quá là sẽ không có trưởng thành hay như thế nào đó, anh có suy nghĩ gì không? Anh không có suy nghĩ gì cả. Nhỏ thì tin thôi. Mình lớn hơn thì giống như mình bạo bọc thôi. Những cái kiểu mà mình vẫn thích nhỏ hơn. Đúng rồi. Không biết anh có câu hỏi gì đặc biệt không? Anh thì ở Bình Dương, em ở Sài Gòn. Nhưng cái công trình của anh thì anh đi lung tung như vậy. Vì không biết ý của em thì thế nào. Khi mà hai đứa mình cưới nhau về rồi mà em lại ở nhà một mình như vậy thì em có lo hay có sợ? Nếu mà cưới nhau rồi thì tất nhiên là những cái suy nghĩ của nhau mình sẽ hiểu cho nhau. Cũng như là về công việc mình phải hiểu cho nhau. Rồi cái về công việc của anh thì đương nhiên là em không có can thiệp vô, giống như là anh đã yêu thích nghề đó và anh làm như vậy thì em luôn là theo quan điểm của anh. Nhưng mà anh cũng dành thời gian ở nhà, nếu như mà thời gian rảnh thì vẫn không sao hết á. Đúng rồi, anh rảnh anh cũng phải nhắn tin cho em bình thường thôi. Nhưng ý là anh nói là anh ít khi về nhà, đôi khi mình gần gũi nhau thì nó phải tốt hơn á. Vì ở nhà đôi khi mình em hay sợ rồi vậy. Dạ không, không sao hết. Nãy giờ là 3 phút là nói xong rồi. Là bây giờ hai người sẽ nắm tay của nhau nè. Rồi im lặng, bây giờ không nói gì nữa hết. Nhìn vào mắt nhau để cảm nhận. À, bây giờ mình nhìn sâu thẳm trong con mắt. Mình nhìn xem là trong đó có đúng như là những gì mà mình suy nghĩ hay không. À, có cảm nhận được cái tình cảm ở trong đó hay không nha. Xin mời cả hai bạn. Rồi, bây giờ mình nắm chặt tay nhau và thực sự mình nhìn vào mắt nhau nha. Có gì đâu mà, anh sống mà ngại gì. Hả? Có gì đâu, không có gì đâu ngại. Nó tự bị loại rồi chứ. Lúc đó là ba mẹ cũng cần. Đâu, em chắc chắn anh biết sẽ em sẽ không bị loại á. Để xem. Hết giờ. Báo. Dạ. Cái thằng này thiệt. Chỗ người ta đang lãng mạn mà lao vô mày la hết giờ là sao? Ai biết chị kêu một phút, em đếm đúng một phút là em chạy ra liền. Em tài lanh lắm. Trong lòng của Hiểu cảm thấy như thế nào hả Hiểu? Em cũng cảm thấy có cái gì đó xốn xao nhẹ. Xốn xao nhẹ. Rồi còn em cảm thấy sao bé? Em cảm thấy hơi run. Hơi run là lý do vì sao? Mình có cái cảm nhận gì khác hay sao? Một phần là đứng trước mọi người, hay là gặp bạn Nam cười đẹp quá. Bạn Nam cười đẹp quá. Rồi. Chết vì nụ cười. Báo. Chết cái nụ cười. Bước ra cười là như vậy. Chị quê lắm Bảo. Dạy Bảo.
em xin lỗi. Rồi, em nghiêm túc lại rồi, đẹp trai chưa? Bình thường lại rồi phải không? Em phải hỏi mẹ Mộng Thu thêm đẹp trai.